Kiến Guru xây dựng bài học theo đúng chuẩn chương trình của Bộ Giáo dục. Có nghĩa là trên trường học gì các em sẽ được học như thế đối với Kiến Guru. Bài giảng của Kiến Guru có phần minh họa sinh động với lớp nhỏ là hình vẽ hoạt hình, với lớp lớn là minh họa lý thuyết và thí nghiệm trực quan. Đối với Kiến Guru thì các em có thể học tập mọi lúc mọi nơi, có thể tìm hiểu và ôn tập trước khi lên lớp. Nhờ đó các em sẽ nắm vững bài giảng của thầy cô dễ dàng hơn. Kiến Guru có đầy đủ các bộ sách theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, Năng lực và Bình đẳng. Các chương trình mới cũng được cập nhật nhanh chóng trên app Kiến. Kiến Guru có kho bài tập để thi ôn luyện khổng lồ, đáp ứng tất cả các nhu cầu ôn thi của các em. Học với Kiến Guru, các em sẽ được tiếp thu bài tốt hơn, phụ huynh và giáo viên yên tâm hơn. Bây giờ với chiếc điện thoại trên tay, không phải các em chỉ dùng để chơi, mà các em sẽ được học mọi nơi, mọi lúc một cách hiệu quả hơn. Thầy chúc các em đạt được nhiều điểm tốt cùng với Kiến Guru.